Vâng thưa quý vị, vòi rồng chào đón và thang máy lên xuống thì được trải thảm đỏ. Hàng nghìn người chen chúc trong nhà chờ. Đây là lần đầu tiên mà tôi được chứng kiến một cảnh tượng như vậy tại sân bay Nội Bài của Hà Nội. Và có thể nói một lần nữa là chỉ có thể là một lễ đón các cầu thủ U23 của chúng ta trở về mới được như vậy. Dạ vâng, nhưng không có gì quá bất ngờ bởi suốt những ngày thi đấu tại Trung Quốc và sau trận chung kết tối qua thì đội tuyển U23 xứng đáng nhận được sự chào đón nồng nhiệt đến như vậy. Và không khí của hơn 30 km quãng đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố thì đúng là trăm năm có một. Ngày hôm qua thật sự là mình cũng rất là có một chút buồn, nhưng như thế cũng là tự hào đây, Việt Nam vô địch. Thật tuyệt vời, không còn gì bằng. Các cầu thủ của chúng ta đã chiến đấu và hết sức, tất cả đã là chiến thắng rồi. Cúp hay không cúp không quan trọng, chiến thắng ở trong tâm hồn mình. Tuyệt vời, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Vượt qua hàng nghìn cổ động viên tập trung gần sân bay, đoàn xe chở đội tuyển U23 phải mất rất nhiều thời gian mới có thể di chuyển ra đường Võ Nguyên Giáp và bắt đầu hành trình về trung tâm theo lộ trình cầu Nhật Tân, đường Võ Chí Công, Đào Tấn, Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An. Dọc hai bên đường đi, biển người cùng cờ đỏ sao vàng, hò reo chúc mừng những người hùng của chúng ta. Khí lễ hội kéo dài suốt chặng đường dài gần 30 km và càng về gần trung tâm Hà Nội, không khí càng náo nhiệt hơn.